Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Trung tâm Bảo hành Điện tử Thế Bình. Video ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về hai cái cổng. Một là cổng audio cắm qua jack 3.5, qua jack tai nghe đây ạ. Và hai là cổng audio cắm qua cổng hồng ngoại. Vậy thì cổng nào nghe hay? Thì trong thời gian qua thì các bạn bảo là cái cổng mà cắm qua cái jack hồng ngoại này thì rất hay, bởi vì nó là âm thanh số. Vậy thì khi nào nó đạt được một cái chuẩn gọi là âm thanh số và cổng nào là hay thì các bạn cần phải cắm qua cổng nào để nó phù hợp với cái thiết bị nhà các bạn dùng. Thứ nhất, tôi sẽ cắm qua cổng audio speaker qua cổng tai nghe jack 3.5. Ok. Và tôi cũng sẽ cắm cổng hồng ngoại qua một cái bộ chuyển đổi. Ở cái ngoài thị trường thì cái cổng chuyển đổi này thì rất là nhiều. Chính vì vậy mà sau khi mà tôi kết nối thì nó sẽ ra cái thành quả là như sau. Đây là một chiếc Omni mà tôi để demo. Khi mà tôi kết nối qua một cái cổng hồng ngoại ấy, qua cổng hồng ngoại thì nó sẽ có bộ chuyển đổi như này, thì các bạn biết rất là nhiều. Và nó ra ở chế độ Shifter. Nó ra ở chế độ Shifter như này, đúng không ạ? Thì nó sẽ ra jack hai đầu jack Shifter, là trái nào phải. Thì lúc này các bạn sẽ cắm vào trên cái Omni của quý vị các bạn, cũng là loa trái nào phải. Vậy thì đây là chỉ là một cái bộ chuyển đổi thôi, chứ không phải là cắm âm thanh trực tiếp. Chính vì vậy mà nó không cắm âm thanh trực tiếp như thế này thì cái đầu vào nó rất là tốt, như đầu ra của nó chỉ ra Shifter thôi. Cho nên là cái cổng hồng ngoại này tôi khẳng định với các bạn rằng nó tương đương với cổng audio cắm qua jack tai nghe speaker như thế này. Có cái jack tai nghe 3.5 thì nó sẽ có một cái đường truyền dây như này, và các bạn sẽ cắm cho tôi vào hai cổng input của cái lỗ audio, và nó cũng ra chế độ Shifter. Vậy thì cái âm thanh của cái hai cái chế độ này là như thế nào, có hay hay không? Thì tôi khẳng định với các bạn, nếu các bạn chỉ cắm qua một cái bộ đổi như thế này và các bạn không cắm trực tiếp. Cắm trực tiếp là gì? Cắm trực tiếp là cắm hai cái đầu jack của là jack qua cổng hồng ngoại này, nó phải là trực tiếp với nhau. Nó trực tiếp như kiểu là cái jack 3.5 này. Thì lúc này nó mới lấy ra đúng cái âm thanh hay, âm thanh số của quý vị của các bạn. Vì vậy mà các bạn nào mà đang dùng những cái sản phẩm Omni và những sản phẩm cái audio mà chỉ có hỗ trợ Shifter như này, mà TV của quý vị các bạn mà có hỗ trợ speaker cắm trực tiếp như này, thì các bạn nên cắm qua cái cổng audio trực tiếp qua cổng 3.5, jack 3.5 này. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà các bạn bảo là tôi cắm qua cổng hồng ngoại này thì nghe hay hơn. Không phải các bạn nhé, đầu vào tốt nhưng mà đầu ra nó đã qua cái bộ chuyển đổi này, nó chỉ ra Shifter thôi, thì bảo nó tốt thì nó không thể tốt được. Đầu vào tốt, đầu ra tốt thì nó mới tốt. Chính vì vậy mà các bạn không cần phải dươm ra. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn lại phải mua thêm một thiết bị chuyển đổi này thì nó lại rất là tốn kém. Đấy, chính vì vậy video ngày hôm nay tôi khuyên các bạn, nếu nhà các bạn đang sử dụng những cái dòng sản phẩm mà chạy những âm thanh mà chỉ chạy Shifter, loa trái loa phải này thôi, thì các bạn sử dụng cho mình bằng cái jack 3.5 các bạn cắm trực tiếp cũng là ok rồi. Còn cái này nó chỉ là bộ chuyển đổi. Khi nào, khi mà cái TV của các bạn nó không hỗ trợ cái jack 3.5 này nữa, thì các bạn mới dùng cái cổng gọi là cổng hồng ngoại optical như này các bạn nhé. Video tư vấn ngày hôm nay các bạn xem, các bạn thấy hay thì đấy, thì các bạn hãy đăng ký kênh, bật chuông báo để theo dõi video mới nhất hàng ngày. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.